Xin chào các bạn ha. Thì từ khi iPhone được cập nhật lên cái phiên bản iOS 13 mới nhất thì những cái tính năng trong cái phần cài đặt thì nó cũng sẽ hơi khác hơn một chút so với cái phiên bản cũ các bạn ha. Thì trong đó là cái phần bật đèn LED khi có thông báo đến trong iPhone thì nó cũng sẽ nằm ở một cái nơi khác rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà các bạn có thể là bật đèn LED lên khi mà có thông báo từ tin nhắn, cuộc gọi từ những cái ứng dụng trong cái điện thoại iPhone các bạn ha. Thì đầu tiên các bạn vào chỗ cài đặt ha các bạn ha. Rồi tiếp đến vào các bạn vào chỗ trợ năng. Đó. Rồi các bạn kéo xuống phần rồi chỗ âm thanh hình ảnh các bạn ha. Rồi các bạn có thấy chữ đèn LED đã cảnh báo mà các bạn bật qua. Rồi vậy là ok ha. Đó, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cái cách để mà bật đèn LED khi có thông báo đến trên cái điện thoại iPhone dùng hệ điều hành iOS 13 rồi các bạn ha. Nếu các bạn thấy video hữu ích cho các bạn thì các bạn có thể like và chia sẻ giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.